Rồi em chạy sang bên này, chạy sang bên này không phải quay nốt cho mọi người ngắm nhá. Chỗ này nhà bác Dũng rộng phết đấy. Cái này em nhìn thấy có một cái cây mới mới này. Hôm trước em quay đây rồi. Úi dồi, nhìn phê chưa? Quay gần sát này nhìn cây này mà thời kỳ mà sốt cây thì chắc cũng phải tiền tỷ chứ ít à. Nhìn đã không? Úi dồi, đấy cây già. Độ nhăn nheo u biếu. Một cây xanh Nam Điền zin rất là già đẹp. Mà nói là cực già. Đấy, các bác ngắm đi. Phê pha chưa? Úi dồi. Mặt nạ cũng đẹp nhé. Cây tử đây. Già thế. Già đỏ cây mà. Như màu đồng. Rồi, còn mấy cây bên này hôm trước quay cho các bác xem rồi. Này lướt qua cho các bác nhìn qua xem nó thế nào nhé. Đây, mấy cây này hôm trước quay rồi. Quay rồi thì thôi, không quay lại nữa, lâu lâu quay lại. Các bác nhìn nó mới thấy được sự thay đổi. Vào mùa đông đến nơi rồi nên là cây nó bắt đầu đang sắt lại. Cây toàn tiền ti. Tiếp trời gió to thế. Gió mùa đông bắc. Anh duối.
Nhìn cây dưới này hay phết này chứ. Bây giờ quá nghệ. Suối khu bên này về bác ấy kê toàn cái đẹp thôi. Một cây mai chiếu thủy. Cây này như mới mang về vườn. Nguyệt quế. Tùng La Hán. Cây của Thực Lão Đại. Rồi, ok rồi. Có khi em phải dừng video được. Dừng video tại đây các bác nhỉ. Nếu mà các bác thấy video hay, hãy like, share. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhá. Sẽ quay nhiều cho các bác coi. Sắp 100.000 subscriber rồi. 100.000 subscribe đến nơi rồi. Anh Dũng ơi, cây này hay đấy nhỉ. À, cây này nhỏ nhỏ hay đấy nhỉ. Đấy. Bonsai quái mini. Rất đẹp. Yeah.